60 độ tuổi trong lục thập hoa giáp. Thì nợ tiền kiếp ở đây người ta còn gọi là nợ tào quan. Thì trên mạng thì cũng có rất nhiều cái người ta phiên dịch từ chữ Hán ra tiếng Việt, nhưng mà đôi khi nhiều chỗ nó vẫn sai. Hôm nay mình đã sửa lại cái tài liệu như thế này để cho nó chuẩn xác, để gửi tới quý vị và các bạn về nợ tiền kiếp, hay còn gọi là nợ tào quan. Thì trả nợ tào quan là trả nợ trong tiền kiếp và nam nữ cùng tuổi và như nhau. Thứ nhất, về tuổi Giáp Tý thì tiền tào quan là 2 vạn 3, kinh là 30 quyển, nạp tại kho số 3. Tào quan tính danh tứ quân và tuổi thọ là 75 tuổi. Tuổi Ất Sửu tiền tào quan là 38 vạn, kinh 54 quyển, nạp tại kho 30. Tào quan danh điền tứ quân, thọ 80 tuổi. Tuổi Bính Dần tiền tào quan là 6 vạn, kinh 70 quyển, nạp tại kho 13. Tào quan tính mã tứ quân và thọ 78 tuổi. Tuổi Đinh Mão tiền tào quan là 2 vạn 3, kinh 11 quyển, nộp tại kho số 11. Tào quan tính hứa tứ quân, tuổi thọ là 90 tuổi. Tuổi Mậu Thìn tiền tào quan là 2 vạn, kinh 30 quyển, nạp tại kho 11. Tào quan tính phùng tứ quân, thọ 79 tuổi. Tuổi Kỷ Tỵ tiền tào quan nợ là 7 vạn 3, kinh 28 quyển, nộp tại kho số 3. Tào quan tính cao tứ quân, thọ 69 tuổi hoặc 75 tuổi. Tuổi Canh Ngọ tiền tào quan là 10 vạn, kinh 12 quyển, nạp tại kho số 9. Tào quan tính lý tứ quân, hình nhân tam tướng, thọ 85 tuổi. Tuổi Tân Mùi tiền tào quan là 10 vạn 3, kinh 17 quyển, nộp tại kho số 10. Tào quan tính thường an tứ quân, hình nhân là 2, hình nữ đối với các tuổi Tân Mùi là nam, còn là nữ thì là 2 hình nhân nam, và tuổi thọ là 90 tuổi. Tuổi Nhâm Thân tiền tào quan là 4 vạn 2, kinh 11 quyển, nạp tại kho 16. Tào quan tính tấn tứ quân, thọ 74 tuổi hoặc 89 tuổi. Tuổi Quý Dậu nợ tiền kiếp tiền tào quan là 5 vạn 2, kinh 5 quyển, 3 cây cột chùa, nộp tại kho số 1. Tính tào quan tính thành tứ quân và thọ 93 tuổi. Tuổi Giáp Tuất là tiền tào quan là 5 vạn, kinh 6 cuốn, 3 bộ trái kinh, nộp tại kho số 10. Tào quan tính quyền tứ quân, thọ 91 tuổi. Về tuổi Ất Hợi, tuổi Ất Hợi tiền tào quan là 4 vạn 8, kinh là 13 cuốn, nộp tại kho số 5. Tào quan tính thành tứ quân, thọ 69 tuổi hoặc 79 tuổi. Tuổi Bính Tý tiền tào quan là 2 vạn 4, kinh 27 quyển, 3 bộ trung mõ, nộp tại kho số 9. Tào quan tính vương tứ quân và thọ là 79 tuổi. Tuổi Đinh Sửu tiền tào quan là 4 vạn 2, 25 cuốn kinh, hình nhân là 2 tướng, nộp tại kho số 2. Tào quan tính trạc tứ quân, tuổi thọ là 80 tuổi. Tuổi Mậu Dần tiền tào quan là 6 vạn 21 cuốn kinh, nộp tại kho số 1. Tào quan tính là tứ quân, thọ 80 tuổi. Tuổi Mậu Dần tiền tào quan là 6 vạn 21 cuốn kinh, nộp tại kho số 1.
Tào Quan tính Na Tứ Quân, thọ 80 tuổi. Kỷ Mão, tiền Tào Quan nợ là 8 vạn. Một cuốn kinh, hai hình nhân, nộp tại kho số 2 Tào Quan tính Tông Tứ Quân và thọ 80 tuổi. Tuổi Canh Thìn, tiền Tào Quan là 5 vạn 7. 37 cuốn kinh, nộp tại kho 24, tính Lưu Tư Quân, thọ 60 tuổi. Tuổi Tân Tỵ, tiền Tào Quan là 5 vạn 7, 70 cuốn kinh, 3 kinh Tam Bảo, 3 bộ kinh Tam Bảo, nộp tại kho số 21, Tào Quan tính Cao Tư Quân, thọ là 60 tuổi. Tuổi Nhâm Ngọ, tiền Tào Quan là 71 vạn, 30 cuốn kinh, nộp tại kho số 24, Tào Quan tính Bài Tư Quân và thọ 90 tuổi. Tuổi Quý Mùi, tiền Tào Quan là 5 vạn 2, 27 cuốn kinh, nộp tại kho 42, Tào Quan tính Chu Tư Quân, thọ 80 tuổi. Tuổi Giáp Thân, tiền Tào Quan 7 vạn, 20 cuốn kinh, nộp tại kho 56, Tào Quan tính Lã Tư Quân, tuổi thọ là 80 tuổi. Tuổi Ất Dậu, tiền Tào Quan là 40 vạn, 24 cuốn kinh, 18 hình nhân, nộp tại kho số 2 Tào Quan tính An Tư Quân, tuổi thọ 74 tuổi. Tuổi Bính Tuất, tiền Tào Quan là 8 vạn, 25 cuốn kinh, 10 hình nhân, nộp tại kho số 6 Tào Quan tính Cô Tư Quân, tuổi thọ là 90 tuổi. Tuổi Đinh Hợi, tiền Tào Quan là 3 vạn 9, 13 cuốn kinh, 13 hình tướng, nộp tại kho số 40, Tào Quan tính Bốc Tư Quân, tuổi thọ là 90 tuổi. Tuổi Mậu Tý, tiền Tào Quan là 1 vạn 3, 20 cuốn kinh, cúng chùa Ba Cột, một hình nhân, nộp tại kho số 6, Tào Quan tính Hộ Tư Quân, thọ 88 tuổi. Tuổi Kỷ Sửu, tiền Tào Quan là 8 vạn, 25 cuốn kinh, nộp tại kho số 7 Tào Quan, tính Đồng Tư Quân, thọ 13 tuổi hoặc 87 tuổi. Tuổi Canh Dần, tiền Tào Quan là 5 vạn 1, 60 cuốn kinh, nộp tại kho số 5 Tào Quan, tính Trạch Tư Quân, tuổi thọ là 80 tuổi. Tuổi Tân Mão, tiền Tào Quan là 8 vạn 16 cuốn kinh, nộp tại kho số 4 Tào Quan tính Trương Tư Quân, tuổi thọ là 90 tuổi. Tuổi Nhâm Thìn, tiền Tào Quan là 5 vạn 4, 30 cuốn kinh, nộp tại kho số 3 Tào Quan tính Triệu Tư Quân, thọ 78 tuổi hoặc 10 năm tuổi. Tuổi Quý Tỵ, tiền Tào Quan là 2 vạn 9, 43 cuốn kinh, nộp tại kho số 5 Tào Quan tính Lương Tư Quân, thọ 86 tuổi. Giáp Tuất, tiền Tào Quan là 4 vạn, 30 cuốn kinh, nộp tại kho số 11 Tào Quan tính Tư Tư Quân, thọ là 90 tuổi. Tuổi Ất Mùi, tiền Tào Quan là 3 vạn, 10 cuốn kinh, 10 cột chùa, nộp tại kho số 2 Tào Quan tính Hoàng Tư Quân, thọ 80 tuổi. Bính Dần, tiền Tào Quan là 3 vạn 3, nộp tại kho số 17 Tào Quan tính Hứa Tư Quân và thọ 75 tuổi. Tuổi Đinh Dậu, tiền Tào Quan là 10 vạn 33 cuốn kinh, nộp tại kho 12 Tào Quan tính Tư Quân, tuổi thọ là 87 tuổi. Tuổi Mậu Tuất, tiền Tào Quan là 2 vạn 13 cuốn kinh, 3 cột chùa, nộp tại kho 36 Tào Quan tính Dục Tư Quân và thọ 72 tuổi. Tuổi Kỷ Hợi, tiền Tào Quan là 5 vạn 1, nộp tại kho 13 Tào Quan tính Bốc Tư Quân, thọ 90 tuổi. Tuổi Canh Tý, tiền Tào Quan là 12 vạn 16 cuốn kinh, nộp tại kho số 9 Tào Quan tính Lý Tư Quân và thọ 80 tuổi. Tuổi Tân Sửu, tiền Tào Quan là 10 vạn 45 cuốn kinh, 12 hình nhân, nộp tại kho số 18 Tào Quan tính Cáo Tư Quân và thọ 84 tuổi. Tuổi Nhâm Dần, tiền Tào Quan là 2 vạn 7, 21 cuốn kinh, 3 cột chùa,
nộp tại kho số 10 Tào Quan, tính Trạch Tư Quân và thọ 80 tuổi. Tuổi Quý Mão, tiền Tào Quan là 2 vạn 7, 11 cuốn kinh, 3 cột chùa, nộp tại kho 10 Tào Quan, tính Huyền Tư Quân, thọ 75 tuổi. Tuổi Giáp Thìn, tiền Tào Quan nợ là 3 vạn 9, kinh 12 quyển, nộp tại kho 19 Tào Quan, tính Trọng Tư Quân, phóng sinh, chim cá và thọ 81 tuổi. Tuổi Ất Tỵ, tiền Tào Quan là 9 vạn 30 cuốn kinh, cúng một phan phướn to cho Tam Bảo, nộp tại kho số 20 Tào Quan, tính Triệu Tư Quân và thọ 90 tuổi. Tuổi Bính Ngọ, tiền Tào Quan là 3 vạn 3, 30 cuốn kinh, 10 hình nhân, nộp tại kho số 20 Tào Quan, tính Tái Tư Quân và thọ 78 tuổi. Tuổi Đinh Mùi, tiền Tào Quan là 9 vạn 1, 34 cuốn kinh, nộp tại kho 25 Tào Quan, tính Chu Tư Quân, thọ 71 tuổi. Tuổi Mậu Thân, tiền Tào Quan là 8 vạn 36 cuốn kinh, lên phóng sinh chim cá thường xuyên, nộp tại kho số 50 Tào Quan, tính Tống Tư Quân và thọ 90 tuổi. Tuổi Kỷ Dậu, tiền Tào Quan là 9 vạn 20 cuốn kinh, 3 trụ chùa, nộp tại kho số 28 Tào Quan, tính Hoàng Tư Quân, thọ 88 tuổi. Tuổi Canh Tuất, tiền Tào Quan là 10 vạn 35 cuốn kinh, nộp tại kho số 34 Tào Quan, tính Tư Tư Quân và thọ 70 tuổi. Tuổi Tân Hợi, tiền Tào Quan là 1 vạn 1 20 cuốn kinh, 1 phướn vải, nộp tại kho số 10 Tào Quan, tính Thạch Tư Quân và thọ 10 tuổi. Tuổi Nhâm Tý, tiền Tào Quan là 1 vạn 5 20 cuốn kinh, nộp tại kho số 14 Tào Quan, tính Mạnh Tư Quân, cúng một phan phướn, thọ 70 tuổi. Tuổi Quý Sửu, tiền Tào Quan là 2 vạn 7 11 cuốn kinh, nộp tại kho số 8 Tào Quan, tính Thân Tư Quân và thọ 76 tuổi. Tuổi Giáp Dần, tiền Tào Quan là 2 vạn 3 12 cuốn kinh, nộp tại kho số 13 Tào Quan, tính Đỗ Tư Quân, thọ 85 tuổi. Tuổi Ất Mão, tiền Tào Quan là 8 vạn 14 cuốn kinh, nộp tại kho 10 Tào Quan, tính Liễu Tư Quân và thọ 78 tuổi. Tuổi Bính Thìn, tiền Tào Quan là 3 vạn 10 quan, nộp tại kho số 20 Tào Quan, tính Hiền Tư Quân và thọ 87 tuổi. Tuổi Đinh Tỵ, tiền Tào Quan là 7 vạn 19 cuốn kinh, 3 trụ chùa, nộp tại kho số 8 Tào Quan, tính Dương Tư Quân và thọ 80 tuổi. Tuổi Mậu Ngọ, tiền Tào Quan là 9 vạn kinh 20 cuốn, nộp tại kho số 29 Tào Quan, tính Hoàng Tư Quân và thọ 90 tuổi. Tuổi Kỷ Mùi, tiền Tào Quan là 4 vạn 2 25 cuốn kinh, cúng Tam Bảo 3 cột chùa, nộp tại kho số 1 Tào Quan, tính Hạ Tư Quân và thọ 80 tuổi. Tuổi Canh Thân, tiền Tào Quan là 6 vạn 10 cuốn kinh, 10 hình nhân, tướng nữ là đối với tuổi Canh Thân là nam, còn 10 hình nhân nam đối với tuổi Canh Thân là nữ, nộp tại kho số 10 Tào Quan, tính Tống Tư Quân và thọ 98 tuổi. Tuổi Tân Dậu, tiền Tào Quan là 3 vạn 7 25 cuốn kinh, 3 hình tướng, 3 trụ chùa, nghĩa là 3 cột chùa, nộp tại kho số 25 Tào Quan, tính Nhâm Tư Quân và thọ 81 tuổi. Tuổi Nhâm Tuất, tiền Tào Quan là 10 vạn 25 cuốn kinh, nộp tại kho số 2 Tào Quan, tính Bành Tư Quân, thọ 80 tuổi. Tuổi Quý Hợi, tiền Tào Quan là 10 vạn 5 25 cuốn kinh, 3 cột chùa, nộp tại kho số 5 Tào Quan, tính Hỏa Tư Quân và thọ 92 tuổi. Vừa rồi mình đã gửi đến quý vị và các bạn là 60 độ tuổi.
về nợ tiền kiếp, hay người ta còn gọi là nợ tào quan. Thì quý vị và các bạn theo dõi video, có gì không hiểu thì comment ở phía dưới, thì mình có thời gian là mình sẽ trả lời quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.